10 cân. Một cân bán 20.000. Nhiều lắm rồi. Đấy là lấy khoảng 3-4 cân. Đấy là ra một cái củ đó. Vất vả tới phải hoài hai thôi chứ không bò đi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép lát tinh, bìa đỏ, giấy. Sau khi gửi đến tổng thống văn nhân của Ban Ghiền Mì Gõ, các bạn có sống thảo luận cùng nhiều chương trình hợp tác của tổng thống năm nay sớm không tổ chức ra. Cắt cho đủ 100 này. Khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm